ở cái phần này. Đây là ví dụ như ở đây hiện tại frontend cái phần này thì nó sẽ có phần giao hàng này. Đây là cái website nhá. Khi em đặt mua một sản phẩm này, đấy, nó sẽ có mua hàng. Đấy, ở đây sẽ chọn thông tin nào và ở đây có anh cứ tin nó online này. Em click vào thì nó sẽ ra bên thanh toán VNPay. Chọn thẻ này. Ở đây thì hiện tại tài khoản demo này nó chỉ cho thanh toán là cái ngân hàng này thôi. Và đây này, đây là thằng VNPay nó sẽ cho mình nhập các thông tin. Đấy, nó sẽ cho mình nhập các thông tin. Okay, con A đấy. 17 à 0715 này. 07 15. Đấy. Đấy, mã xác thực OTP là nó cho là 123456 ấy. Đây, 1356 này. Để mình demo mà. Đấy, sau khi thành công thì nó sẽ đi về, nó sẽ rake về trang chủ của mình. Ở đây trong admin này, trong admin thì nó sẽ có quản lý đơn hàng. Đấy. Đây này, nhìn này, thanh toán online. Đấy, thành công. Ở đây thì ở trong admin thì cũng có đa ngôn ngữ là việc tiếng Anh, tiếng Việt. Đấy, cho tiếng Việt này. Đấy. Thì ở ngoài ngoài này thì nó chỉ là đấy, ở đây ngoài này thì nó cũng đã có thông tin hết rồi. Đấy, ví dụ như nó có lại giỏ hàng này, tổng quan này, đấy, thông tin đơn hàng. Đấy, vừa mua này. Vừa mua thì nó sẽ có. À, đây là cái trạng thái rồi. Còn trong admin thì cũng có đủ quản lý sản phẩm, thông tin sản phẩm, danh mục này, thêm mới này, đấy cũng đã có hết rồi. Chứ anh check cái bài của em hiện tại nó đang không có gì cả. Thì toàn online. À, tiếp có một cái nữa đăng nhập bằng Google thì ở đây em cũng đã có tích hợp rồi nhá. Đây, đăng nhập bằng Google này. Ở đây thì nó đang còn bị lỗi cái link là URL redirect do là cái tài khoản, cái key của sở của cái social. Đây. Cái URL này với ứng với cái tài khoản này nó đang không đúng. Đấy, thì anh đã có một bài hướng dẫn trên web login. Cái này thì anh sẽ chỉ cần hướng dẫn là cho em đặt cách này trong code của anh thì anh đã có hết tất cả những cái phần xử lý rồi. Còn bọn em chỉ cần tạo một cái tài khoản. Đây là theo hướng dẫn ở đây này. Đấy, mình sẽ phải đổi đúng là URL callback thì thay đúng thông tin ở đây. Đúng như cái domain mình đang chạy. Đây, giống như cái domain này mình đang đang chạy là domain ảo hay đang có hình. Thì đây hiện tại thì anh đã có. Do anh để nhiều khá là nhiều tài khoản nên là nó nào. Đây cái tài khoản này thì anh đã không còn hơi bị mất đi ở đây, mọi người có thể làm theo cái link hướng dẫn. Để anh sẽ tìm một cái link nào mà nó có đủ thông tin. Đây đấy, thì mọi người làm theo link này, sau đó thì sau khi có những cái key đấy thì mọi người copy đây đấy nhá, nhìn nhá, copy vào đây thì code nó sẽ tự chạy bởi vì tất cả các phần xử lý thì anh đã xử lý rồi. Đấy, đây cái đốc chỗ VNPay thì nó còn đã thông tin hướng dẫn ở đây thì anh cũng đã để đấy. Thì cần mọi người làm như này thì nó sẽ ăn là cái thông tin bởi vì đây trong cái phần đây ở phần router thì anh cũng đã có hết tất cả các thông tin callback. Đây, ở đây đã xử lý hết tất cả mọi thứ trong này rồi. Đấy, số sổ.
Đây. Nó sẽ lưu vào bảng này nhé, nó sẽ lưu thông tin khi mà login vào tài khoản Social, sẽ lưu vào đây, lưu vào đây mình biết được cái thông tin provider và ứng với mỗi thằng này thì nó sẽ đã ứng với một user. Đấy.